Xin chào các bạn. Hiện tại Linh đang có mặt tại nhà gái và đi theo nhà trai để đón dâu các bạn ạ. Và hiện tại mình đang có mặt tại nhà gái nha các bạn nhé. Rồi, trước mặt chúng ta đây là nhà cô dâu rồi các bạn. Hiện tại phái đoàn nhà trai mình đang đi vào nhà gái rồi các bạn. Vâng, và ở đây cũng đang mở nhà các bạn. Có lẽ là mình sẽ hơi tránh một tí, bởi vì là nếu như mà mình sẽ cố tình quay ấy, đang trong cái tình trạng nhạc to như này mình sẽ bị dính bản quyền các bạn ạ. Nhờ người vào để mà chắc là cắt nhạc đi trước rồi các bạn. Hiện tại đang làm cái lễ xin dâu các bạn. Cái này nó bao nhiêu?
Em ơi, cái hương đang bên trên cây. Hai cháu là đứng tốt, hai gia đình cũng nhất và nhất trí là lấy thành công của hai cháu. Tôi là nhận thêm được cha, bác thêm được cha. Trước mắt là để cho hai cháu tỉnh gia tiên. Trước kia tỉnh gia tiên, tôi quên và miếng sát sốt, miếng nhà gái tốn cảm, miếng là miếng tay tốn khói. Và những cái sùng mà tôi ra cốc lưỡng xong rồi khói chế cũng là chẳng chỉ qua khói sùng mà mưa tối là ba cốc lưỡng tối là bì lại luôn vẫn còn là tém là bì tàu khăn tém là cứ nó hùng hoàng rung trói tổ tiên vui mừng sông ta nát cũng cần là một là mẫu tay nhìn là giúp các bà lấy thành xuân dài như giúp bà thân thân lịch sử dân giờ để không dẫn kết duyên nếu đất vào đối duyên ra lâu thân lo dạ. Đây có em gọi xin phép là bất cứ ngân hàng anh xem mà tầm khấn được cái gớm nhà của chúng anh để trả lời cho anh. Anh chúc chi không? Dạ chúc chi là uống ngân hàng. Đây là cảm ơn à. Mà tẩy dụng cho anh. Và tập phân ra cũng là bất cứ ngân hàng anh. Chi không cái bà? Thôi thì chúng ta cũng thấy em đang nói cái gì. Bác khi bà bố chú Hải cô dì chú bác anh chị em con gái qua tìm việc của hai cháu và hai cháu đi tìm nước các tìm an đều diễn hòa ý và xin phép với bố mẹ xin phép với hai gia đình bên nhà trai và bên nhà gái đã sự nhất trí và đồng lòng hai cháu đã đến cấp cơ sở chứng thực để khắc phục ngoại xã hội Việt Nam hai cháu đã đến vật tình chồng cho đến ngày hôm nay và thành tháng tốt hai gia đình rất thích nhau
mà cái tổ chức cho hai cháu lễ thành hôn. Còn tôi là đại diện bên trai sang bên thầy gái, thứ nhất là tôi sẽ cháu Doãn giao cho bên thầy gái là một đứa là con rể, một con rể của bên thầy gái và một chàng rể bên họ của bên thầy gái, mà tôi nhìn trong hảo là lúc đó là một con dâu của bên gia đình, là một làng dâu của trong tổng tục bên thầy gái chúng tôi. Từ giờ phút này trở đi, hai gia đình là kết thành một không gian hữu hảo, và tôi là diện bên là trai, là lúc đó tôi bắt tay với cái bố trọ. Đó là lúc một không gian hữu hảo, phải tôi giúp khuyến rằng hai cháu là có ý thức, có cả có ý thức là cháu tính trên và đằng dưới thường xuyên hòa hợp với dòng tục của những cái đại gái, đó là đến công toán và cũng là tôi quyết định nhé. Và bác khuyên các cháu từ nay là cái tình nghĩa vợ chồng sống cho biết núi sống thang tình riêng hai cháu không được giờ cô gì ở bên nhà gái xuân 23 và cũng chúc sức khỏe an khang thịnh vượng. Tôi chân thành cảm ơn chị Kim Huyết. Có còn cái gì không? Có cái gì không? Có cái gì rồi phải không? À, thế thôi nhé, tôi còn càng thế thôi nhé. Cái gì tức là thấy cho tôi. Còn bên đây cùng đi đây cho ông á, cho giờ đây đây mà bà đây tâm công cho ăn mày, có cho ăn mày hai tay mời bà. Cô nào này thôi. Đấy cho cô, chú ở đây cho con bà nhé. Trong năm, đấy là bà cô trong gia đình, bà cô không có gì để cho một cái chăn ở trong kia thôi. Tặng cho hai cháu đối đốc chỉ chụp nhớ bà cô. Đây mà bố đây. Cái gắn năng ở đây gắn năng cầm. Tôi là mấy lần qua cho con mà đấy là mặt hàng đấy được đấy đến
Đây được rồi, vẫn ạ. Vâng, cũng là tôi vào đấy. Thế bây giờ hôm cháu này đó, thì tôi đang vào cái là tôi thông mà đang được cái này, mới mà là. Vâng, ngồi đây các bạn. Như vậy là những thủ tục cuối cùng và lấy xin dâu thì xong rồi các bạn. Nhưng mà rất dâu về thì mình sẽ tiếp tục quay. Tức là anh đi cái đường này, chú hôm nay về đường này là tắt được 15 cây, 15, 16 cây trở lại đi. Nếu mà anh qua bao phục thì còn vòng nữa. Bây giờ mày cho xuống ra nào, lấy ra một vòng được không? Phù rể phù dâu lại đứng sát vào đằng sau đấy, là ai đi lẻ ra như thế thì nói chuyện làm gì nữa, sát vào gần nhau. Đang mở giữa ổng các bạn. Một người cầm nắp, một người cầm chai thì mới đúng. Cái phần này nó lõm vậy. Ai con bé không bắn nữa, con bé bắn lúc hai cái này bắn bom súng mà đi ăn nhiều quá rồi, không ăn được rồi, mà thằng theo ông lấy cho ông đi bắt túc xương trắng này. Hiện tại anh em mình đang dùng bữa tại nhà gái nha các bạn. Đây là cố ở bên nhà gái nhé. Anh em khá là đầy đủ các bạn. Đây là phái đoàn nhà trai. Mời các anh em. Kia là phù rể nhưng mà mất lạc phù dâu à? Hay vào nhà tắm công tác để. Rồi xin mời các bạn là dùng bữa nha, anh em mình đánh chén đấy. Xin chào các bạn, là mình sẽ xin kết thúc cái video đón dâu tại đây và sang bên nhà trai mình sẽ quay tiếp nha các bạn nhé.